Chào mọi người, kênh bonsai rẻ không chỉ là nhà vườn bán độc bonsai, mà kênh bonsai rẻ còn là một trung tâm sống cây trồng đủ các loại cây và đặc biệt là cây công trình. Thế thì hiện tại nhà vườn bonsai rẻ đang giữ khoảng 2 triệu đầu cây nhỡ. Những cái hàng này thì rất phù hợp với các bác có đất trống này, rồi là các bác chủ vườn muốn xuống giống, hay là các bác trồng vào các công trình. Thì ở đây là cây bàng Đài Loan. Riêng bàng Đài Loan này là có khoảng 3 vạn, một loại cây rất là hot. Báo giá luôn cho các bác tất cả những cái loại cây ở trong vườn này, cây công trình này, giá nó chỉ là 20 đến 25 ngàn một bầu. Và những cái loại cây này là bên em là bán số lượng lớn các bác nhé. Hiện tại nó là 2m/2m, nhưng mà nếu mà các bác xuống giống cái loại này thì nhanh lắm, chỉ một vài tháng sau là nó lên cao đến 4-5m, cực kỳ nhanh luôn. Mà các bác trồng cái loại này, thứ nhất là bầu bịch đầy đủ, thứ hai là cây nó đã là cây nhỡ rồi. Cây đóng bầu 17-21. Này còn bé, có một số loại bầu to hơn nữa cơ. Thế thì mình trồng cái loại này là mình trồng xuống đất là được luôn, là nó sống luôn. Chứ các bác trồng cái loại giống ti ti bằng que tăm này thì các bác đọc cái tiền làm cỏ cũng quá tiền cây, nên các bác hãy cân nhắc. Số lượng rất là nhiều các bác nhé. Đủ các loại giống, đủ các loại cây. Muồng hoàng yến. Được không? Đây là cây muồng hoàng yến các bác nhé. Còn cái thằng này thì nó phải cao đến 3 mét rồi bác ạ. Thằng này là cây gì nhỉ? Cây này là kèn vàng. Kèn vàng đấy bác nhá. Giá cũng chỉ có 20-25 nghìn thôi. Đấy. Cây được đóng bầu cẩn thận thôi. Đây, đây là cây mỹ nhân. Mỹ nhân nhá. Mỹ nhân. Cây cao cũng được 2,5 mét rồi. 2m, 2m. Ủi, chỗ này thì có những cây 3 mét đấy chứ. Rất là to cao. Giá rẻ. Đấy, báo cáo các bạn, đây là kèn vàng thân gỗ. Kèn vàng thân gỗ, cây này cũng lên 2-3 mét. Đấy. Cây 2-3 mét, cây là số lượng, cây là khoảng 3.000. 3.000. Thân khá là to rồi đấy. Thân này... cái này là long não. Long não các bạn. Đấy, rất... Qua số lượng 2.000. 2.000. Tóm lại là toàn hàng xanh tốt thôi. Hàng đẹp thôi. Đấy, vút lá lên là được 50 đấy. 50-60. Cọ này số lượng hiện đang có là 4.000 các bác nhé. Đấy, toàn hàng bầu bịch cả. Yên tâm trồng. Thái. Vâng, đây là bằng lăng Thái thôi nhé. Đấy. Cây nhỡ rồi. Cây cao 2m rồi. Cây được giống bầu 21-26. Trồng luôn thôi. Số lượng có khoảng... Các bạn có nhu cầu thì Trà Là Trung Đông cung cấp được nhân cây mô các bạn nhé. Nhân cây mô khác với hạt. Báo cáo các bạn đấy. Đấy. 26, 21, 26. Phượng tím đấy, phượng tím. Số lượng có khoảng hơn 1.000. Đấy. Tóm lại là cũng toàn cao 2-3 mét thôi. Thằng này là Phong Linh. Cũng thế. Cao cũng 2-3 mét. Vâng, bàng loại to. Đường kính 8 đến 10. Số lượng có khoảng 2.400. Vâng, số lượng hơn 2.000. Nhà em cũng có các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ.